Kemiras Bobo, Andra Para Ala. Mày nhìn cái gì thế thằng đần? In câu chửi cộc cằn của Messi lên áo, người ta có thể kiếm được 2.000 peso. Người dân thủ đô Buenos Aires vẫn thường xuyên xuống đường để phản đối các vấn đề kinh tế của Argentina. Nhưng thay cho cuộc biểu tình, hàng ngàn người đang đổ ra đường để ăn mừng những chiến thắng của Albiceleste. Dưới sự dẫn dắt của người hùng Messi, đội tuyển Argentina đang đi đến cuối hành trình chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ 3 trong lịch sử. Thứ 6 vừa qua, một cơn bão tràn qua Buenos Aires, nhưng kể cả như vậy vẫn không ngăn được những người hâm mộ nhảy múa dưới màn mưa để ăn mừng chiến thắng đội tuyển Argentina trước Hà Lan ở tứ kết. Bóng đá là sự cứu rỗi đối với chúng tôi. Agustin Portillo, 22 tuổi, chàng trai thuộc thế hệ chưa từng chứng kiến Albiceleste đăng quang World Cup, cho biết. Cậu nói rằng mọi thứ xung quanh đang trở nên tồi tệ, nhưng những tuần này không khí thật tươi vui. Trên khắp thủ đô, mỗi mét cửa đều tràn ngập sắc trắng xanh, màu chủ đạo trong quốc kỳ Argentina. Hàng ngàn người hâm mộ cũng cất công sang Qatar để cổ vũ trực tiếp cho Messi và những đồng đội, tạo ra hội cổ động viên đông đảo và cuồng nhiệt nhất. Trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng và chính trị rối ren, sức nặng của quốc gia 46 triệu dân đang đè lên đôi vai nhỏ bé của Messi. Lạm phát tại Argentina dự kiến đạt 100% tính đến tháng 12 trong năm nay. Tỷ lệ nghèo đói tăng vọt, buộc nhiều người vượt biên ra nước ngoài kiếm sống. Chính phủ theo chủ nghĩa Peronist, trung tả đang bị đè nặng bởi những khoản nợ thiếu bền vững từ các chương trình trợ cấp tốn kém. Bên cạnh đó, những người ủng hộ Phó Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner đang đe dọa tổ chức thêm những cuộc biểu tình sau khi bà bị kết án 6 năm tù. Nếu đội tuyển Argentina vô địch World Cup vào Chủ nhật tới ở Qatar, dưới mộ điều tin rằng chiến tích ấy sẽ chứng minh Argentina ngang hàng với những quốc gia khác. Không những thế, chức vô địch còn phản ánh sống động cho cái gọi là một quốc gia dũng cảm, giàu ý chí vươn lên từ khó khăn, như một cổ động viên chia sẻ với Financial Times. Niềm tự hào dân tộc đang trỗi dậy xung quanh Messi, người hùng thực thụ của đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 35, đây là cơ hội cuối cùng để El Pulga sánh ngang với huyền thoại quá cố Maradona, vĩ nhân sân cỏ luôn phủ cái bóng lên Messi.